Xin chào các bạn, trong quay trở lại bên tập định video này tôi sẽ giúp bạn xóa mật khẩu màn hình của con máy Vivo Y83 nhé. Đây khách gửi đến. Bây giờ để kiểm tra nó là Vivo gì ta có thể cắm cáp vào máy tính sẽ hiện. Nếu không hiện thì các bạn vào máy ảnh này, chọn máy ảnh, kéo lên, chụp một kiểu ảnh nhé. Rồi, chụp một kiểu ảnh xóa vào ảnh này. Đây, ta sẽ vào cái info ảnh ở trên này gần cái trái tim nhé. Y83 nhá. Đó, để thực hiện thì đầu tiên ta tắt nguồn này. Tôi sử dụng Analog Tool nhá. Cái này là mất phí nhá. Cái tool này tôi mua mất phí. Rồi. Analog Tool ta có thể ở tab Miatech này. Tab này. Bot sổ xóa ở đây format data ở đây cũng được. Hoặc ta vào tab Vivo. Gõ Y83 ở đây. Ở đây. Tôi chọn vòng này xóa cả tài khoản Google và factory reset cả mật khẩu nhá. Gọi sửa email đây. Rồi sau ta ghim tăng giảm được ghim này. Rồi nó bót được thả tay nhá. Rồi nó xóa đây. Rồi xong. Ok bây giờ các bạn cứ đợi máy lên thôi. Máy nó tự lên nhá. Không cần phải mở. Rút sạc là được, thoải mái rút sạc nhé. Cái tool là mình mua mất phí nhé. Còn các bạn mà không có tool để làm thì các bạn phải liên hệ Zalo, mình phải chịu mất phí chứ không phải mình làm miễn phí cho các bạn, đừng hỏi nhé. Ok. Rồi các bạn đợi mấy phút là được. Sau khi đợi mấy phút thì máy hiển thị lên, ấn vào setup cho phone này, được kéo xuống chọn tiếng Việt nhé, mặc định nó là tiếng Anh vì bản này máy mà này không phải bản quốc tế đâu, à quốc tế chứ. Cái này thì các bạn chọn Việt Nam này, đồng ý này, bỏ qua cho mình, bỏ qua nhé. Xem thêm bản này quốc tế đấy các bạn ạ. Tiếp theo này, bỏ qua cho mình. Cái này thì tắt cái nâng cấp thông minh cho mình. Ok, tắt nốt cái này. Ok, tiếp theo này, bỏ qua này. Xin chúc mừng sử dụng ngay, xong. Nếu các bạn mắc đoạn này thằng bị tài khoản Google rồi. Hôm vừa rồi mình vừa giúp bạn cách xóa mật khẩu màn hình con máy Vivo Y83. Chúc các bạn thành công, còn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.